để nói rằng đây là một cái sản phẩm có công dụng trị mụn thần thánh, trị tất cả loại mụn trong vòng 10 đến 14 ngày, thì mình nghĩ rằng mọi người cần phải đặt câu hỏi rất là lớn. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Cuối cùng thì cái ngày mà mình review về sản phẩm cao trị mụn sâm đỏ cũng đã đến mọi người ạ. Thật ra là mình order cái sản phẩm này về hơn 2 tuần rồi. Nhưng mà lý do vì sao ngày hôm nay mình mới lên video review cho cái sản phẩm này, bởi vì thực tế trong 2 tuần vừa qua mình đã có 2 lần trải nghiệm đối với sản phẩm này. Nhưng mà cả 2 cái lần trải nghiệm đấy đều để lại cho mình kết quả khá là đau thương. Cái hộp mà mình đang có trên tay ấy là sản phẩm có trọng lượng là 15g. Cái này có mini size là hình như 5g đây nha mọi người. Nhưng mà cái hộp ở trên tay của mình là hộp full size. Sản phẩm này ở trên thị trường thì có giá rất là loạn luôn. Tí nữa thì mình sẽ giải thích lý do vì sao mà hiện nay cái sản phẩm này ở trên thị trường lại được bán với những cái mức giá cực kỳ loạn này như vậy. Và cái hộp mà mình đang cầm ở trên tay có giá là 250.000, là một sản phẩm chính hãng 100% luôn nha mọi người. Khi mà cầm cái hộp sản phẩm cao mụn sâm đỏ 37 vị này ở trên tay thì mình đã liên tưởng ngay đến một cái sản phẩm kem sâm của Hàn Quốc mà mình sẽ để hình ở đây cho mọi người được biết nhá. Cái hộp của nó giống y hệt, lên đến khoảng tầm 80% luôn nha mọi người. Chỉ khác một điều ấy, phía trên nắp của nó thì có một cái hình cách điệu dạng như kiểu viên ngọc màu đỏ như thế này. Khi nếu như mọi người tham gia vào những group làm đẹp ở trên mạng thì mọi người cũng đã biết được rằng là có khá nhiều bài phốt về sản phẩm này, và đã có rất rất nhiều bạn sau khi sử dụng cái sản phẩm này ấy, chỉ cần ngừng dùng cái sản phẩm này một cái thì mặt của các bạn sẽ lại nổi mụn lại hơn rất là nhiều. Và cũng có những bạn ấy, khi mà sử dụng cái sản phẩm này mới lần đầu tiên thôi thì các bạn sẽ thấy bị dị ứng ngay, và mình là thuộc trường hợp thứ hai nha mọi người. Sau 2 lần mình thử sử dụng cái sản phẩm này thì mình đều bị dị ứng nổi sần vỏ cam hết cả mặt lên. Phải nói thật với mọi người, khi mà order cái hũ cao mụn sâm đỏ này về thì mình thấy rằng cái hãng này người ta đầu tư cái bao bì sản phẩm khá là chuyên nghiệp. Nó có một cái hộp sản phẩm hình vuông như thế này, và cái hộp sản phẩm nó sẽ nằm ở phía bên trong. Bên cạnh sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng và nói qua một vài thông tin giới thiệu về sản phẩm này. Trong cái hộp này sẽ có một cái muỗng và có một cái túi giấy đi kèm. Nói chung để xét về cái bao bì bên ngoài của cái sản phẩm này thì mình đánh giá khá là đẹp. Sản phẩm này thì được quảng cáo rất rất rầm rộ ở trên mạng với công dụng chính, đó chính là trị mụn. Và lần đầu tiên khi mà mình nhận cái hũ kem này về và mở cái chất kem ra ở trong ấy, thì mọi người có biết không, sản phẩm này nó bị tách nước hay là tách dầu gì đấy mà nó có một cái chất vàng vàng nó chảy ra ấy mọi người. Lúc đấy là mình đã cảm thấy hơi trợn trợn trong người rồi, bởi vì cái chất kem của sản phẩm này làm mình cảm thấy khá là lạ lùng. Là những cái sản phẩm trị mụn từ trước đến nay nó sẽ ở dạng cream này, nó sẽ ở dạng gel, cho nên cái sản phẩm này là một cái sản phẩm mà thực tế bản thân mình chưa bao giờ trải nghiệm cả. Mình nghĩ rằng những người mà tìm đến cái sản phẩm này sẽ thuộc 3 trường hợp. Thứ nhất là những người ít tìm hiểu về mỹ phẩm, bởi vì ở trên các group làm đẹp ấy thì mọi người biết rằng là cái sản phẩm này bị bóc phốt rất rất là nhiều, cho nên mình nghĩ rằng nếu như những người quan tâm về mỹ phẩm, người ta cũng sẽ đề phòng về cái sản phẩm này. Thứ hai đó chính là những người đã quá tuyệt vọng đối với cái tình trạng da của mình, tức là mọi người bị rất là nhiều mụn, nhưng mà mọi người đã sử dụng rất nhiều những loại mỹ phẩm khác nhau, không thể nào cải thiện được cái làn da mụn của mọi người, cho nên mọi người mong chờ vào một sản phẩm rất rất là thần thánh. Và trường hợp thứ ba đó chính là những người tin vào lời quảng cáo của sản phẩm này ở trên mạng ấy, thì những người bán sản phẩm này quảng cáo sản phẩm này rất rất là thần thánh, có thể trị được tất cả những loại mụn, mà sau khoảng tầm từ 10 đến 14 ngày mọi người sẽ thấy cái làn da của mọi người thay đổi hơn rất rất là nhiều, cam kết trị triệt để mụn. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân mình ấy, để nói rằng trị mụn triệt để nó là một điều không thể. Ngay cả bản thân mình đây, sau hơn 10 năm trị mụn ấy, thì cá nhân mình bây giờ mình cũng không thể nào khẳng định được là mình đã triệt để hết mụn được. Cho nên để nói những cái sản phẩm mà trị triệt để hết mụn ấy, bản thân mình không tin. Sản phẩm này theo như cá nhân mình tìm hiểu ấy thì không hề có website chính thức nha mọi người, chỉ bán kiểu tuyển sỉ và đại lý phân cấp bậc ấy. Đó chính là lý do vì sao mà cái giá của sản phẩm này ở trên thị trường nó khá là loạn. Đối với những người mà nhập nhiều cái sản phẩm này thì sẽ có giá thành tốt hơn. Đó chính là lý do vì sao ấy, cái giá của sản phẩm này hiện nay ở trên thị trường nó hơi loạn. Có những nơi thì bán là 220, 230, 250, cũng có những nơi sẽ bán khoảng tầm 280, 290, nhưng mà trên 300 thì mình thấy khá là hiếm gặp. Mặc dù mọi người bảo là cái sản phẩm này ấy được niêm yết với giá là 350.000, nhưng thực tế nếu như đối với giá là 350.000 thì mình khẳng định là đắt, bởi vì cái sản phẩm này nó chỉ có trọng lượng là 15g. Ở trong cái tờ giới thiệu cũng như hướng dẫn sử dụng của nhãn hàng này ấy, thì có chia sẻ rằng sản phẩm này là sự kết hợp tinh tế của 36 vị thuốc đông y quý hiếm và sẽ có công dụng đó chính là nuôi dưỡng da trắng hồng này, trị vết thâm, kháng viêm, tiêu nhân mụn, đẩy lùi lão hóa, mang lại làn da săn chắc và mịn màng. Và sản phẩm cao mụn sâm đỏ là một siêu phẩm trị mụn phục hồi hàng đầu trên thị trường hiện nay. Và nếu như mọi người lướt ở trên TikTok ấy thì mọi người sẽ biết được rằng cái sản phẩm này ở trên TikTok được quảng cáo cực kỳ
cực kỳ thần thánh luôn nha mọi người. Có những người quảng cáo sản phẩm này chỉ sau một tuần sử dụng thôi là cái tình trạng mụn ở trên da nó đang rất là nặng, nhưng mà chỉ sau một tuần cái làn da của mọi người sẽ đẹp lên một cách rất rất là bất ngờ. Đây là da của Nhung trước khi trị mụn, mụn ẩn, mụn bọc, thâm mụn và sẹo rỗ khi đi spa nặn mụn rất là nhiều. Và đây là sau một tuần trải nghiệm ca mụn sâm đỏ, mụn ẩn bay biến, mụn thâm cải thiện rõ rệt, sẹo rỗ cũng dần được đẩy lên. Và những cái người bán ấy thì người ta còn chiết cái sản phẩm này ra để tặng miễn phí cho những người mà đang có cái tình trạng mụn ở trên da cực kỳ trầm trọng, mong muốn thay đổi làn da của mình. Nay vui vui giải su lại bóc bố hộp ra để chiết cho chị em nè. Tôi chỉ tặng cho những bạn nào thật sự cần và đang muốn hết mụn thôi nhá. Và đặc biệt là chỉ có 10 suất duy nhất cho 10 bạn may mắn. Cam kết là chị dứt điểm cho các bà tất cả các loại mụn, từ mụn bọc, mụn ẩn, mụn mủ, mụn lâu năm hay là thâm mụn thì cũng tạm biệt nhá. Đây là chất cao được cô đặc lại từ 36 vị thuốc bắc chứ không phải kem. Cứ kem mà tôi mệt. Với những cái lời quảng cáo mời gọi rất là hấp dẫn như vậy thì mình nghĩ rằng đây cũng là một cái sản phẩm mà hiện nay ở trên thị trường đang bán rất là hot. Và cái sản phẩm cao mụn sâm đỏ này được gắn liền với cái từ đó chính là kem trộn. Và những cái người bán ấy thường phản bác theo cái kiểu chính là sản phẩm nào mà chả trộn, kem nào mà là kem chả trộn. Và có những người bán cũng nói rằng đây không phải là kem trộn, bởi vì đây là một cái sản phẩm cao chứ nó không phải là kem, cho nên nó không phải là kem trộn. Theo như quan điểm cá nhân mình ý, là một người tiêu dùng và là một khách hàng, các bạn hoàn toàn có quyền nghi ngờ về sản phẩm và về nguồn gốc sản phẩm đó, bởi vì ai cũng chỉ có một khuôn mặt thôi, ai cũng chỉ có một cái diện mạo thôi. Sự thực là không ai muốn mạo hiểm với diện mạo của mình cả. Khi mở cái hộp kem ở phía đằng trong ấy thì mọi người sẽ thấy rằng cái chất của sản phẩm này nó có màu nâu nhạt và khá là đặc luôn nha mọi người. Sản phẩm này ấy, khi mà để trong thời tiết nóng bức ấy thì nó sẽ tách ra một cái chất lỏng màu vàng nha mọi người. Và những người bán có chia sẻ rằng ấy, đó là cái thành phần dầu gấc ở trong sản phẩm. Nhưng mọi người lưu ý là ở trong cái bảng thành phần của sản phẩm này, như ở trên bao bì có ghi rõ ràng, thì nó không có thành phần dầu gấc nha mọi người. Thích ơi, khi mà mình xài theo sâm đỏ thì mình nhớ lưu ý là thời tiết nóng khi mà mình để như vậy thì nó sẽ bị chảy từ dầu gấc ra, cái đó chính là cái nước màu vàng này. Chất kem của sản phẩm này ấy, thì thực sự nó rất là đặc và nó không thể nào nó thấm vào da được. Đây là một cái màu nâu nhạt và bên cạnh đó nó có cái độ phủ ở trên da dạng như một cái loại kem nền luôn. Thực sự nó rất là dày luôn. Bây giờ mình sẽ bôi lên cái vết thẹo của mình cho mọi người được thấy rằng cái sản phẩm này nó có cái độ che phủ tốt như thế nào nha mọi người. Đấy, và khi xoa lên trên da mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này nó khá là bóng luôn, không thể nào thấm vào da được. Bôi tối qua như thế nào, sáng mai dậy cái kem này nó vẫn ở y nguyên trên mặt như vậy. Và bên cạnh đó cái sản phẩm này nó dây ra quần áo và ga gối khá là nhiều. Khi bôi ở trên da nó cứ có một cái lớp bột mịn ở trên da nó phủ lên da như vậy, và nó kết hợp với cái lớp dầu khá là đặc, cho nên thực tế cái sản phẩm này nó không thể nào nó thấm vào da được luôn. Nếu như rửa lại bằng nước thì mọi người sẽ thấy rằng nó sẽ hòa tan cái lớp bột và nó để lại ở trên da một cái lớp dầu bám vào da khá là chắc. Sản phẩm này thì có một cái mùi thuốc bắc thực sự rất rất là nồng. Và nếu như ngửi sâu hơn một chút ở trong hũ kem này, mọi người sẽ thấy rằng nó có một cái vị đắng đúng chính xác như là cái mùi thuốc tây. Và cái cảm nhận của mình sau khi sử dụng cái sản phẩm này hai lần ấy, lần đầu tiên mình sử dụng ấy, chỉ sau một đêm đến sáng hôm sau là cái da mặt của mình nó bị sần lên nha mọi người. Đúng kiểu nó sần vỏ cam và nó bị ngứa. Mình đã phải ngừng khoảng tầm 3-4 ngày để phục hồi da. Sau 3-4 ngày khi mà ngừng cái sản phẩm này rồi thì mình thấy cái da mặt của mình nó hồi lại nha mọi người, nó bớt sần hơn. Thì đến tuần thứ 2 mình sử dụng, mọi người biết không, đến tuần thứ 2 thì cái da của mình nó bị sần hơn rất là nhiều luôn. Cứ sử dụng đến ngày hôm sau là nó sần lên luôn nha mọi người. Và bên cạnh đó nhá, nó nổi những cây mụn không nhân. Bản thân mình đã cảm thấy rất là sợ. Mình nghĩ rằng lần đầu tiên mình sử dụng thì có thể là do cái da của mình nó không quen với cái sản phẩm dạng cao đặc như thế này, nó bị phản ứng. Nhưng mà đến lần thứ 2 khi mình sử dụng thì mọi người thấy rằng cả một tuần vừa rồi phải đến 6-7 ngày mình mới ra video mới. Trong cái khoảng thời gian đấy mình đã bị kích ứng da và mình phải dành thời gian để phục hồi da trước khi lên video mới nha mọi người. Và chắc chắn là khi mà mình nói rằng mình dị ứng đối với sản phẩm này thì mọi người sẽ nói rằng da mình quá nhạy cảm, do mình test quá nhiều sản phẩm cho nên cứ dùng sản phẩm nào mình cũng bị dị ứng. Nhưng mà mình khẳng định với mọi người nhé, là cái làn da của mình thời điểm bây giờ nó đã khỏe hơn rất là nhiều. Mọi người có thể thấy rằng da của mình đợt này rất ít khi bị mụn, trộm vía. Và bên cạnh đó mỗi lần mà mình bị kích ứng ấy thì mình cũng phục hồi da rất là nhanh, thể hiện cho một cái việc là cái làn da của mình nó đã khỏe hơn rất là nhiều. Cho nên không thể nào nói rằng là bởi vì da mình yếu cho nên khi sử dụng cái sản phẩm cao mụn sâm đỏ cái da của mình nó mới bị kích ứng. Tiếp theo đó thì mình sẽ phân tích về cái bảng thành phần của sản phẩm này. Bảng thành phần của sản phẩm này là một dấu hỏi rất lớn đối với mình, bởi vì thực tế là nó có quá nhiều vấn đề. Những cái người bán cái sản phẩm này thì truyền tay nhau một cái bảng công bố mà theo như quan điểm cá nhân mình cũng chẳng có xác thực một chút nào. Và cái shop mà mình đặt mua cái sản phẩm này thì đã bán hơn 1.500 đơn cái sản phẩm
cao trị mụn sâm đỏ này, nhưng ở ngay phía bên dưới chỉ có 57 đánh giá về cái sản phẩm này thôi. Và bên cạnh đó, đối với cái bảng công bố mà cái shop này có chia sẻ thì mình thấy rằng đây là bảng công bố của một sản phẩm hoàn toàn khác nha mọi người. Về cái phông chữ thì nó không đồng nhất một chút nào. Mình thấy rằng đây là một bảng công bố của một sản phẩm được đóng gói tại Hàn Quốc. Nhưng mọi người biết không, ở trên bao bì của sản phẩm thì nhấn mạnh rằng đây là một sản phẩm được sản xuất tại nhà máy ở Đông Anh, Hà Nội, công ty cổ phần thương mại dịch vụ Kiệt Anh Khang, có phân phối sản phẩm này địa chỉ là ở Trảng Bom, Đồng Nai. Vậy thì cái bảng công bố này chắc chắn không phải là bảng công bố của sản phẩm cao mụn sâm đỏ. Bên cạnh đó, về cái bảng thành phần mặc dù rất là mờ, nhưng mà mình cũng thấy rằng đây là một cái bảng thành phần không hề liên quan đến cái bảng thành phần của cái sản phẩm cao mụn sâm đỏ có đề cập ở trên hộp này nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về cái bảng thành phần được in ở trên cái vỏ hộp này nhé. Đứng đầu tiên trong bảng thành phần sẽ là water nha mọi người. Và đứng tiếp theo trong bảng thành phần sẽ là một loạt những cái chiết xuất từ đông y. Mình lấy ví dụ như là dâu tằm thì có khả năng chống oxy hóa ở trên da này, cam thảo giúp làm sáng da này, chiết xuất từ nhân sâm và tam thất thì có khả năng là chống oxy hóa ở trên da, đương quy thì có khả năng là dưỡng ẩm, kích thích lưu thông tuần hoàn máu, bạch linh cũng như là linh chi thì có khả năng là chống oxy hóa, chống lão hóa và trẻ hóa làn da. Vậy thì như mọi người có thể thấy, những cái thành phần đông y ở trong cái sản phẩm này nó không hề có công dụng trị mụn. Hầu hết là những cái thành phần chống oxy hóa, dưỡng ẩm. Tiếp theo đó, trong bảng thành phần sẽ có vitamin E này, hyaluronic acid này, và cuối cùng trong bảng thành phần cuối cùng nha mọi người mới là salicylic acid, là BHA, có công dụng đó chính là làm sạch tế bào chết, làm thông thoáng lỗ chân lông và hỗ trợ trong cái quá trình trị mụn. Và đối với những cái thành phần chiết xuất từ đông y trong cái bảng thành phần của sản phẩm này ấy, chỉ có 7 chiết xuất thôi. Vậy thì lý do vì sao cái sản phẩm này lại có tên gọi là cao mụn sâm đỏ 36 vị? Và thực tế nếu như đây là cái bảng thành phần chính xác của sản phẩm này thì đây là một cái sản phẩm không có công dụng trị mụn thần thánh nha mọi người. Đối với những cái thành phần chiết xuất đông y trong cái bảng thành phần này, theo như quan điểm của mọi người, trộn lại thì nó có tạo ra một cái hỗn hợp để giúp trị mụn ở trên da không? Cho nên để nói rằng đây là một cái sản phẩm có công dụng trị mụn thần thánh, trị tất cả loại mụn trong vòng 10 đến 14 ngày thì mình nghĩ rằng mọi người cần phải đặt câu hỏi rất là lớn. Và đối với cái phiếu kết quả thử nghiệm mà hãng này có công bố thì mình thấy rằng chỉ công bố đối với những cái vấn đề như sau, đó chính là về chỉ tiêu kích ứng da, về trì, thủy ngân và arsen. Trong cái phiếu kết quả thử nghiệm này không có cái phần là kiểm nghiệm trong cái sản phẩm này có corticoid hay không. Cho nên để nhận xét về cái sản phẩm này đối với cái bảng thành phần như thế này mà nói nó có công dụng trị mụn thần thánh, bản thân mình không tin là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, nếu như cái sản phẩm này sự thực nó có công dụng trị mụn thật thì về cái bảng thành phần của sản phẩm này là một cái câu hỏi lớn, là đối với kết cấu của sản phẩm nó đặc đến mức như thế này mà cái hãng này lại có hướng dẫn sử dụng là sử dụng một lần vào buổi tối, thì mình nghĩ rằng khi sử dụng cái sản phẩm này lên trên da, cái khả năng bít tắc lỗ chân lông của nó khá là cao. Ok, vậy là mình đã review xong về sản phẩm cao mụn sâm đỏ. Trong tất cả những cái sản phẩm mà từ trước đến nay mình review thì mình thấy rằng đây là một trong những cái sản phẩm mình cảm thấy không ổn nhất, bởi vì khi mà bôi lên trên da ấy, cái hiện tượng kích ứng ở trên da của mình nó đến khá là nhanh, và bên cạnh đó cái hiện tượng dị ứng này nó cũng duy trì trong khá là lâu. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe, đừng quên nhấn một nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Đừng quên follow fanpage Võ Hà Linh của mình để cập nhật những kết quả giveaway. Bên cạnh đó tham gia vào group review chân thật và beauty tip của mình để có thêm nhiều kinh nghiệm làm đẹp. Chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.